Tôi rất là mê cái cậu bé của tôi, là tôi hồi đó biết một cách trực giác rằng mình muốn là một người kể chuyện. Nếu chúng ta thực sự muốn kể một câu chuyện, chuyển tất cả những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân mình thành một câu chuyện, làm sao cho người ta xúc động, đồng cảm với mình, chia sẻ những suy nghĩ, chia sẻ cái quan điểm, cách nhìn, thái độ của mình đối với thế giới, thì khi đó bạn là người sinh ra với thiên hướng văn chương. Bạn viết ra được một tác phẩm khiến cho ai đó đọc cười to lên, một ai đó đọc rơi lệ, một ai đó đọc sau đó suốt nhiều tháng trời vẫn còn nghĩ mãi, cảm thấy băn khoăn về những gì từ xưa đến nay vẫn cứ đinh ninh, cảm thấy rằng là có một cái gì đó không ổn trong cái niềm tin của mình từ trước đến nay. Văn chương làm được điều đó là thứ văn chương hạng nhất các bạn. Người viết văn trước hết phải là người suy nghĩ nhiều hơn người khác, cần phải có cả tầm nhìn của người đang bơi lẫn tầm nhìn của là con chim đang bay. Khởi nghiệp văn chương nó cũng gian nan chẳng kém gì khởi nghiệp kinh doanh. 1.000 người khởi nghiệp kinh doanh, giỏi lắm là được chừng 5-10 người sẽ trở thành là đại gia nọ kia, còn lại đa phần là sẽ thất bại, sẽ rơi rụng dần dọc con đường. Văn chương cũng như vậy thôi. Nhiều người nói rằng văn chương là cuộc chơi, tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng chính vì nó là cuộc chơi cho nên là nó có giá của nó. Cuộc chơi càng lớn, tham vọng chúng ta càng cao thì cái giá chúng ta càng đắt. Và nếu các bạn yêu văn chương, yêu cuộc chơi đó, nếu các bạn đụng máu thì xin chúc mừng, bạn và tôi cùng bạn cùng thuyền, chúng ta đồng bọn. Chúng ta sinh ra với thiên hướng viết văn, với thiên hướng trở thành người kể chuyện. Xin chào, bạn đang nghe podcast của tôi, Trần Thị Cao Đăng, từ Phonos.